Triệu Vy năm 20 tuổi đẹp thế nào mà Huỳnh Hiểu Minh tán mãi không đổ? Triệu Vy sinh năm 1976, cô sinh ra trong một gia đình tri thức, có cha là kỹ sư, mẹ là giảng viên thanh nhạc. Ngay từ lúc nhỏ, cô đã có thành tích học tập xuất sắc, thậm chí từng đỗ thủ khoa trường sư phạm Vu Hồ. Ở tuổi 20, nữ diễn viên sở hữu nhan sắc khá nổi bật với làn da trắng sứ, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, đôi mắt to tròn, sống mũi cao, đặc biệt là nụ cười rất duyên dáng. Vào năm 1993, khi đoàn làm phim Họa Hồn đến Vu Hồ tìm diễn viên phụ, Triệu Vy đã được chọn đóng cùng với ngôi sao Cũng Lợi. Đây cũng là bộ phim đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của nữ diễn viên. Cũng từ cơ duyên này, Triệu Vy đã quyết định bỏ nghề sư phạm đi theo nghiệp diễn. Dù rẽ nhánh sang lĩnh vực mình chỉ mới chập chững làm quen, thế nhưng vào năm 1996, Triệu Vy lại khiến nhiều người bất ngờ một lần nữa với học vấn của cô khi đứng đầu trong kỳ thi tuyển vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh với số điểm 80. Không chỉ học giỏi mà với nhan sắc tuổi đôi mươi xinh xắn ấy, Triệu Vy cũng trở thành hoa khôi ở trường. Thời điểm học tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, Triệu Vy chơi thân với hai nam tài tử là Trần Khôn và Huỳnh Hiểu Minh. Tại trường, họ là bộ ba rất nổi tiếng vì vừa sở hữu ngoại hình nổi bật lại còn sớm thể hiện tài năng diễn xuất của mình. Cả ba rất gắn bó và cực kỳ thân thiết với nhau. Đây cũng là thời điểm mà mãi về sau, Huỳnh Hiểu Minh mới tiết lộ là anh đã cảm nắng cô bạn thân của mình nhưng lại bị từ chối đến 3 lần. Không chỉ nổi tiếng vì là hoa khôi, diễn xuất giỏi mà thời gian học tại trường, thành tích học tập của Triệu Vy cũng rất ấn tượng. Trong 14 môn học, cô đạt loại xuất sắc 2 môn, 9 môn loại giỏi, trở thành sinh viên ưu tú của Học viện khóa 1996-2000. Đến năm 2006, cô còn thi đậu cả hệ thạc sĩ nghệ thuật khoa đạo diễn của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Bất ngờ hơn là đề án tốt nghiệp năm đó của Triệu Vy đạt đến 99 điểm. Đây là số điểm cao nhất trong lịch sử của khoa. Đến năm 1998, Triệu Vy đảm nhận vai Tiểu Yến Tử trong bộ phim đình đám Hoàng Châu Cách Cách. Cũng từ đó cô nổi tiếng khắp châu Á. Với khả năng diễn xuất của mình, vào năm 1999, nữ diễn viên nhận giải Kim Kê cho hạng mục diễn viên chính xuất sắc nhất. Sau này, cô còn gây ấn tượng trong loạt phim khác như Đội Bóng Thiếu Lâm, Tân Dòng Sông Ly Biệt, Đại Chiến Xích Bích, Họa Bì. Sau này khi tốt nghiệp thạc sĩ, với năng lực học tập xuất sắc của mình, Triệu Vy từng được Học viện Điện ảnh Bắc Kinh giữ lại làm giảng viên, nhưng cô đã từ chối và tiếp tục theo đuổi nghiệp diễn. Không chỉ thành công ở vai trò diễn viên mà Triệu Vy cũng rất mát tay khi làm đạo diễn. Bộ phim Gửi Tuổi Thanh Xuân do cô cầm trịch đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ giới chuyên môn và có doanh thu phòng vé ấn tượng. Không những vậy, cô còn thành công cả ở lĩnh vực ca hát lẫn kinh doanh. Dù vậy, song song với những thành công rực rỡ, Triệu Vy cũng vướng không ít scandal. Tuy nhiên, cô luôn chọn cách im lặng, chỉ tập trung vào công việc, luôn mang đến những tác phẩm chất lượng gửi đến công chúng. Chính vì vậy mà sau nhiều năm trải qua nhiều sóng gió, drama bủa vây, nhưng Triệu Vy vẫn được khán giả rất yêu thương, có được vị trí đáng nể trong showbiz hoa ngữ. Rất nhiều lần Huỳnh Hiểu Minh chia sẻ rằng, nàng én nhỏ chính là mối tình đầu của anh. Lần đầu tiên nhìn thấy Triệu Vy, tài tử họ Huỳnh đã ấn tượng rất mạnh với mái tóc dài, đôi mắt rất to và đẹp của cô. Suốt nhiều năm sau, Huỳnh Hiểu Minh yêu đơn phương Triệu Vy. Từng ấy thời gian đắm chìm trong hình bóng của cô, Huỳnh Hiểu Minh cố gắng tỏ tình người bạn thân của mình tới 3 lần. Lần đầu anh đưa cô một cuốn băng cassette, nhưng mãi về sau Triệu Vy mới nhận ra bài hát chính là lời tỏ tình của bạn thân mình. Tới lần thứ hai, nữ diễn viên họ Triệu thẳng thừng tuyên bố có bạn trai, không thể một chân đạp hai thuyền. Tới lần thứ ba, Huỳnh Hiểu Minh mượn rượu để nói lên tiếng lòng, hỏi Triệu Vy vì sao không yêu anh. Trong một bài phỏng vấn, Triệu Vy đã nói về lý do vì sao cô từ chối Huỳnh Hiểu Minh. Nữ diễn viên bộc bạch rằng bản thân thực sự cảm nhận được tình yêu của người bạn thân họ Huỳnh, tuy nhiên cô không suy nghĩ nhiều về chuyện tình cảm này. Nàng Tiểu Yến Tử tiết lộ, năm đó bản thân cô từng chịu tổn thương nên không muốn Huỳnh Hiểu Minh dẫm vào vết xe đổ. Từ chia sẻ này có thể thấy, Triệu Vy biết rõ mối quan hệ của mình với Huỳnh Hiểu Minh nên là bạn bè hơn người yêu. Cả hai chưa từng mập mờ với nhau thời còn đi học. Nếu như ngày đó cả hai từng hẹn hò, rất có thể bây giờ Huỳnh Hiểu Minh đã cắt đứt liên lạc với cô. Cặp bạn thân luôn cởi mở và thẳng thắn với nhau. Chính vì vậy, khi cùng tham gia bất cứ chương trình nào, thái độ giờ đây của cả hai người đều là vui vẻ, thân tình như xưa.